더 놀라. 빈틈없이 새롭게. 아리아 스마트한 세상을 완성하다. The smartest ever. The new Volvo XC60. 뭐 đồ này mà cũng y như vậy, nhưng mà ngồi lịch sử ấy, thì không ai vô chơi chứ. Còn quỷ sứ đúng vô phòng bếp đấy đó, view làm gì ca tư ca rưỡi không biết nữa, vô gì vô một đống vậy đó. Hình như là trời ơi, cuộc đời gọi là bất công vậy sao, đó gọi là bất công dễ sợ luôn mọi người. Đôi khi em đâu phải là em muốn đứng trong phòng bếp đâu mọi người, mà mọi người coi ra ngoài không bắt nhạc không gì hết trơn á, view dặn hết, dặn hết bình thường. Riết rồi em không hiểu tại sao, tại vì sao nữa. Dạ em chào mọi người. Chị ơi là gì mà người cấm tâm đến thế, cứ vô tư. Buồn, đau lòng chứ bộ. Mọi người thấy đau lòng không, chứ em là em quá đau lòng luôn á mọi người. Em đây là em cực kỳ đau lòng, quá trời đau lòng. Anh xin lỗi nha, anh sai rồi. Không, nóng nếp gì tầm này. Khi xưa mới quen, em xây mất một tuyệt vời. Thôi em ơi, em coi em đi công việc đây. Người làm gì mọi người làm, em giận. Giận. Kiểu em giận khó què lắm mọi người. Đi vô phòng. Đi vô phòng nhiều. Chẳng lẽ anh cho này đánh nó luôn bây giờ. Đúng má là con kiếm thần là tôi bậy chứ. Còn có sai để dành cho mình cái năng gia tộc nè. Tao nói bên nói gì mà nói bậy mày. Mẹ đi bộ đi nạp á. Thôi xuống nhà không chơi mọi người, đâu giận à. Tự nhiên bị giận. Ừ. Không chơi mọi người bị giận. Già rồi, 24 tuổi rồi. Tao bị giận à. Không chơi nữa đâu. Giận. Tối nay. Tối nay nấu gì ăn? Nấu xong mà ăn xong rồi giờ đi xuống lại. Thiệt á mà. Bị giận rồi. Có chồng hai con à. Dừng bài. Trời ơi, từ sáng giờ lận á, lên từ sáng giờ lận á mà chưa được 3 sao nữa, nên dựng. Nên dựng. Cảm giác bị tổn thương dựng. Thôi xuống nha. Dù biết là mình đang rất là hot, mình đang ở trên top hot luôn á. Tài chứ gì gì anh, không gì nhiệm vụ chứ gì gì. Thôi nhưng mà bây giờ em phải xuống rồi, bye bye mọi người nhé. Yêu là gì mà làm người người đâm tâm thế anh thôi, bye.